bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin công nghệ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11, có những tức nào mới nhất thì hãy cùng Thu Hà điểm qua ngay bây giờ nhé. Các bạn mến, chiếc iPhone 11 là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý 3 và xếp thứ 2 cũng là một mẫu máy đến từ nhà Apple. Theo các dữ liệu được công bố bởi Canalys, Samsung chiếm 50% số lượng các smartphone nằm trong top 10 các smartphone bán chạy nhất quý 3 năm 2020. Xiaomi cũng có 3 thiết bị, còn lại là 2 thiết bị của Apple. Tuy nhiên, cả 2 thiết bị này lại đều lần lượt chiếm vị trí thứ 1 và thứ 2. Ở vị trí đầu tiên, iPhone 11 bán ra khoảng 16 triệu chiếc trên toàn cầu, vượt xa so với đối thủ còn lại và cũng bỏ xa chính chiếc iPhone SE ở vị trí thứ 2 với chỉ hơn 10 triệu chiếc. Với kết quả này thì iPhone 11 lập kỷ lục khi trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới trong 4 quý liên tiếp, tức là liên tục trong vòng 1 năm kể từ thời điểm ra mắt. Theo báo cáo trước đó của Apple, iPhone 11 chiếm tới 40% doanh số iPhone bán ra của Apple, SE là 28%. Ở vị trí thứ 3, Samsung A21s có doanh số gần như tương đồng với SE và ngay tiếp theo là Samsung Galaxy A11 và đứng thứ 5 là A51. Các dòng tầm trung của Samsung rõ ràng đang rất mạnh trên thị trường. Hai vị trí thứ 6 và 7 lần lượt là Redmi Note 9 và Redmi 9 với doanh số lần lượt khoảng 7 triệu và 6 triệu chiếc. Nhờ sự bùng nổ của các sản phẩm này, Xiaomi đã lần đầu vươn lên thứ 3 toàn cầu. Đứng ở vị trí thứ 8 là Samsung A31, hai vị trí thứ 9 và 10 thuộc về hai thiết bị giá rẻ là Redmi 9A và Galaxy A01. Tuy nhiên, cục diện bảng xếp hạng này nhiều khả năng sẽ thay đổi khi mà iPhone 12 series được bán ra trong quý 4. Nếu mọi việc đúng như thường lệ, iPhone 12 sẽ lọt top 10 và khi đó chắc chắn sẽ có smartphone 5G trong bảng xếp hạng này, nhưng có dòng Pro hay Pro Max hay không thì lại là một chuyện khác. Tại sự kiện One More Thing mới được tổ chức vào rạng sáng ngày 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức giới thiệu chiếc MacBook Air với sự xuất hiện của con chip Apple M1 được phát triển với kiến trúc ARM mới. Đây là chiếc MacBook Air đầu tiên và cũng là chiếc máy Mac đầu tiên của Apple trong việc chuyển dịch sang hệ chip ARM. Với MacBook Air chạy chip M1, máy cho thời lượng pin dùng mà theo Apple công bố là lên tới 15 giờ duyệt web hoặc 18 giờ xem Apple TV. Máy sử dụng viên pin 49,9 Wh và đi kèm củ sạc 30W USB-C BD. MacBook Air mới có màn hình kích thước là 13,3 inch, được phân giải là 2560x1600, độ sáng là 400 nits, hỗ trợ chu tông. Mức dung lượng RAM cho bản tiêu chuẩn là 8GB, tuy nhiên người dùng có thể tùy chọn nâng cấp tối đa lên tới 16GB. Bộ nhớ khởi điểm từ 256GB và có thể nâng cấp tối đa là 2TB. Ngoài ra, MacBook Air mới cũng sẽ đi kèm cảm biến Touch ID, webcam 720p không đổi, bàn phím thế hệ mới, hai cổng USB-C Thunderbolt, USB 4 và cổng tai nghe 3,5mm. Máy gót tùy chọn màu sắc là vàng gold, bạc và space gray. Mức giá khởi điểm cho MacBook Air bản mới sẽ từ $999 và người dùng có thể đặt trước từ hôm nay và máy sẽ được giao từ ngày 17 tháng 11 tới đây. Theo nhiều tin đồn gần đây thì bộ 3 Galaxy S mới có thể trình làng vào ngày 14 tháng 2 năm sau. Không chỉ vậy, Samsung thậm chí có thể cho đặt trước ngay từ ngày 29 tháng 1. Tất nhiên, dòng Galaxy S21 sẽ cố gắng mang đến những tính năng đã bị thiếu từ phiên bản tiền nhiệm. Một tính năng mới mà người dùng Galaxy S20 đang muốn có trên máy đó chính là tần số quét 120Hz khi chọn độ phân giải Quad HD. Dù Samsung đã giới thiệu tần số quét 120Hz trên bộ 3 Galaxy S20, nhưng hãng lại giới thiệu tần số quét này ở độ phân giải Full HD. Điều này có nghĩa là người dùng không thể tận hưởng tính năng hấp dẫn này ở độ phân giải cao nhất. Nếu bạn đang mong đợi Samsung sẽ nâng cấp độ phân giải màn hình lên 4K thì bạn có thể sẽ thất vọng. Mặc dù tấm nền 4K sẽ là một nâng cấp đáng kể, nhưng có lẽ smartphone hiện tại chưa cần đến nó. Galaxy S21 Ultra chắc chắn sẽ cho phép người dùng tận hưởng tần số quét cao ở độ phân giải Quad HD. Sẽ rất thú vị để xem liệu hai thiết bị còn lại trong dòng Galaxy S21 có được trang bị công nghệ này hay không. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà cùng với các bạn đã điểm qua những tin tức công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!